Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình hôm nay lại lên chiến đấu con game bài đổi thưởng Big Boss nha anh em. Với số vốn của mình hiện tại là 160k anh em ạ. Với số vốn này cũng khá bé, nhưng mà mình sẽ cố gắng đưa vào bắt cầu để kiếm được vài củ nha anh em. Trước khi đi vào chiến đấu, mình sẽ làm tí mini game anh em ạ. Mình thấy chơi cái bộ môn mini game này, lật bài này cũng khá hay. Mình sẽ đi mùi tay 20k anh em ạ. Tay đầu đông chất anh em ạ. Tay đầu thì gãy anh em ơi. Không sao, gãy một tay, hai tay, không thể nào gãy được 10 tay anh em ạ. Thì mời tất cả anh em cùng xem như thế nào nha anh em. 83k này anh em ạ. Còn lái chưa? 160, hiện tại lên được 183k. Trên con dê đi, khả năng mình sẽ lật bài lên tầm khoảng một củ rồi mình sẽ đi vào bắt cầu anh em ạ. Dù tiếp này, đi liều ăn nhiều, đi liều ăn nhiều, thôi xong luôn anh em ạ. Nhưng mà không sao, cố gắng sẽ thành công, không thành công cũng thành công nhân anh em ạ. Anh em xem video thì đừng quên cho một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Còn anh em muốn tải con game Big Boss để mà chơi thì link tải mình có để dưới phần bình luận cho anh em tải nhé. Khi anh em tải con game Big Boss, anh em nhận code từ 20k cho đến 100k cho anh em chơi nhé. Ui cha, dưới phát này, cứu cả làng nào. Khả năng là không lên được anh em ạ. Với số vốn này khá nhỏ. Dù tiếp nào. Ôi rồi ôi, đúng thật là giá đảo anh em ạ. Với số vốn 160k thì không hoàn thành một hai củ cả anh em ạ. Con game này chơi thì mình có nhận được cái nhiệm vụ này anh em ạ. Hôm nay mình cũng chiến khá khá anh em ạ. Nhiệm vụ này nhận được 688k này, lại có vốn để mà chiến anh em. Một trăm k đi, trên con chín này, 200k đi, phải liều anh em ạ. Ui sai ơi, ra đảo à? Không phải đấy chứ, giá thật anh em ạ. Ui mày quá trời, lấy lại. Con game Big Boss này min rút của nó thấp nhất là 100k anh em. Anh em chỉ cần chơi lên được 100k là anh em có thể rút nha anh em. 3 đến 5 phút nó bị tài khoản của anh em. Ok, lên củ 9 anh em. 3 lít đi anh em. Trên. Hai sai ơi. Mình thấy nó chạy cầu đồng chất đây anh em ạ. Đấy, bắt đồng chất là ngon này. Làm tay một củ đi anh em ạ. Tép này. Oh my god, 5 củ 7. Tay hai củ đây. Mình sẽ chuyển sang bắt cầu này. Không lòng vòng nữa anh em ạ. Ui sai ơi, đi tay hai củ này. Không sao, liều là có tất cả anh em ạ. Ok cho anh em, lên được 10 củ anh em. May quá, vốn nhiệm vụ cứu lại. Giờ mình sẽ đi vào bắt cầu sóc đĩa nha anh em ơi. Sóc đĩa là cầu gọi là cầu đẹp nhất rồi anh em ạ. Cái con game Big Boss này mình thấy cầu nó rất là đẹp. Nhưng mà không biết giờ này vào mình có được may mắn như mọi khi mình bắt cầu không. Vào rồi biết kết quả anh em ạ. Cầu này hay hay chạy. Cầu một phát thôi anh em ạ. Bắt cầu một đi anh em. Nhẹ, 5 củ này, xem có siêu phẩm không. Ái chà chà, lại bố ba trắng này. 14-9 này, hay quá trời. Tự chơi, tự cảm giác hay chưa anh em.
đống chạy một một thì mình lại ngon. Thế tính là 160k hay là 688k đây, lấy được siêu phẩm anh. Hai con chó. Nói chung là mỗi ngày kiếm 200-300k ở trong game bài đổi thưởng Big Boss này, mình thấy nó rất đơn giản anh em. Cũng như anh em nào có vốn anh em chơi thì anh em cũng biết rồi. Đa số là mình tham là mình chết rồi, còn mình ăn non ấy là mình luôn luôn thắng. Cái gì cái tham thì thâm mà anh em, đúng không? Cái này vào chắn nhé. Hai đỏ ok cho anh em. Lên được bao nhiêu đây? Lên được bao nhiêu đây? Lên được 29 anh em ạ. Lên 29. 29 cộng 1 đi khá dài. Mình sẽ hy sinh bẻ quả cầu đánh liều vào tứ anh em ạ. Đánh liều vào tứ mỗi bên ba củ đi. Nếu mà tay nào ăn thì mình sẽ chốt nhá. Không có tham anh em ạ. Húp nào. Ok cho anh em. Đó mới gọi là đẳng cấp anh em. 70 củ này anh em ạ. Nói chung là cầu kèo thì cứ 80 trên 90 anh em ạ. Nói chung là con game này thì có rất là nhiều trò chơi cho anh em. Anh em thao hồ mà lựa chọn anh em đam mê những cái môn gì thì anh em có thể chứa này anh em ạ. Nhưng em không khoái bên sóc đứa thì có thể là chơi tài xỉu này, quay mấy cái slot nổ hú này, bắn cá này có đầy đủ nha anh em. Ok anh em nhé, hẹn anh em ở những cái video sau nhé anh em. Anh em nào có chơi thì mình chúc anh em may mắn chiến thắng nha anh em. Bye bye anh em.